Chính quyền thành phố Kabul của Afghanistan đang triển khai một chiến dịch nhằm hạn chế sự gia tăng chóng mặt của những con chó hoang, từ đó ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh do loài vật bốn chân này gây ra, đó là bằng cách bẫy và đầu độc những con vật cho đến chết. Tuy nhiên thì việc làm này cũng đang vấp phải những ý kiến trái chiều từ công chúng. Những người này đang trong quá trình làm nhiệm vụ đó là bẫy và giết hết chó hoang trong thành phố đầu tiên họ bắt chúng bằng lưới hoặc bẫy sau đó là cho chúng ăn thuốc độc sẽ mất vài tiếng đồng hồ để những con chó như thế này chết hẳn và đó là lúc họ ném chúng lên xe tải để đem ra các bãi rác ở ngoại ô kabul nhưng với Gazan Sarifi, một người thường có thói quen chơi đùa với những con chó nhỏ mỗi ngày. Đây là một hành động tàn nhẫn. Tôi đã chứng kiến cảnh một con chó nhỏ cố gắng trốn thoát và tôi đã ngăn những người bẫy chó lại. Tôi nói với họ, đó là một việc làm tàn nhẫn và vô nhân đạo. Tôi đã khóc và ôm con chó vào lòng. Lúc đó họ đã cười vào mặt tôi vào ban đêm những người bắt chó đôi khi sử dụng những cách khác nhau để đặt những miếng thịt có tầm thuốc độc trên đường phố sau đó, tất cả những gì cần làm vào buổi sáng chỉ là đến thu dọn và mang xác của những con chó đi. Tại Afghanistan, người ta chỉ nuôi chó để làm công tác an ninh hay phục vụ các cuộc đấu chó có tổ chức, chứ không được nhìn nhận như vật nuôi. Chính quyền thành phố Kabul cho biết, năm ngoái họ đã loại bỏ gần 18.000 con chó nhằm bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh cũng như để kiểm soát sự tăng vọt về số lượng của loài vật này chúng tôi đã thu được những kết quả tốt sau nhiều lần nhận được khiếu nại của người dân phàn nàn về những con chó hoang ở kabul chúng tấn công trẻ em khi bọn trẻ đi học vào buổi sáng do đó vì sự an toàn của mọi người chúng tôi buộc phải tiêu diệt những con chó ấy Tuy nhiên, những người bảo vệ động vật thì cho rằng việc làm này không chỉ nói lên hành động tàn nhẫn của con người, mà nó còn là hành động vô ích. Theo họ, một giải pháp tốt hơn là nên bẫy, khiến và tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh cho những con chó hoang. Dù các cơ quan chức năng tại Kabul đang có vẻ bị thuyết phục, song cho đến khi giải pháp mới được triển khai, cuộc chiến chống lại những hàm răng nanh vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu dừng lại.